Xin chào các bác chị, rất vui khi được gặp lại các bác chị. Thì hôm nay hãy có một cái tin vui chia sẻ với các bác chị mình. Thì đây này các bác chị, này các bác chị, các bác chị nhận ra đây là cái gì không ạ? Trái quá trời này các bác chị, đây là cái sâm bú chín ha các bác chị mình ha. Đây trái khô nè. Đó. Thì đây này các bác chị, đây là một số trái mà hãy đã thu hoạch về nè. Đó. Thì cái sâm bú chính này á, thì nó có tác dụng á, khi mà chúng ta trồng lên chúng ta lấy củ á, thì nó có cái tác dụng á, là rất là tuyệt vời. Ví dụ như bổ tỳ vị, thanh nhiệt, dưỡng ẩm, bổ máu, nhuận phế, trợ tiêu hóa, sinh tân dịch, và nó chủ trị về suy nhược cơ thể, mất ngủ, suy dinh dưỡng, rối loạn kinh nguyệt và lao phổi ở trẻ em, hen suyễn, rồi ho, rồi sốt, rồi thiếu máu, trầm cảm, rồi ra mồ hôi nhiều, mỏi lưng, động kinh và tiêu hóa trì trệ và suy giảm sinh lý và rất nhiều công dụng khác nữa. Vì vậy nó mới gọi là cái sâm của anh chị mình ha, gọi là sâm. Thì đây là một cái số hạt sâm trái sâm bú chín mà Hải đã thu hoạch được. Hải thu hoạch để làm gì? Hải thu hoạch để tặng của anh chị mình đó. Hải không để làm gì hết á, Hải không có kinh doanh cho nên Hải chủ yếu để tặng của anh chị mình thôi, một rổ nữa của anh chị đó. Thì hôm nay Hải sẽ tặng hạt sâm bú chín cho anh chị mình. Thì hôm nay video Hải đăng sớm để cho anh chị mình tiện vào để chúng ta đăng ký. Thì Hải xin nói trước luôn, khi tại sao mà đợt trước, những cái đợt trước mà có rất nhiều của anh chị mình nói là tại sao tôi đăng ký đầu tiên mà không được, thì mình xin chia sẻ rằng có anh chị mình đăng ký đầu tiên nhưng không đủ cái thông tin, ví dụ địa chỉ chính xác ấp xã phường, số nhà, rồi tổ ấp xã phường huyện tỉnh thành phố gì đó, rồi số điện thoại chính xác, tên họ chính xác. Có anh chị mình có đủ ba cái đó thì Hải mới tặng của anh chị mình được. Cho dù có anh chị mình đăng ký đầu tiên nhưng mà không đủ Hải cũng không tặng được. Cái thứ hai nữa là Hải thấy thiếu rồi Hải nhắn tin lại liền, Hải bình luận lại liền, Hải kêu là kiểm tra lại hoặc là cho thêm số điện thoại gì đó mà cũng không trả lời lại luôn. Nghĩa là bình luận rồi xong bỏ. Thì như vậy thì Hải cũng không biết đường nào Hải gửi đến cho quán chị mình. Thứ hai nữa là có một cái vấn đề là quán chị mình bình luận đầy đủ, đăng ký đầy đủ tên tuổi, tên họ, rồi số điện thoại, rồi địa chỉ. Rồi hỏi Hải tại sao tôi... đầy đủ như vậy mà tại sao không gửi cho tôi được? Thì bởi vì có anh chị mình đăng ký sao đó. Ví dụ như Hải giới hạn là 15 phần quà, thì 15 người đầu tiên mà đầy đủ số điện thoại, tên họ, rồi địa chỉ đầy đủ, viết có dấu đàng hoàng, thì Hải sẽ gửi. Thì qua tới phần 16 thì Hải không còn nữa rồi, Hải chỉ có 15 phần thôi. Thì từ cái người thứ 16 trở đi mà có đầy đủ thì Hải cũng không gửi được. Hải xin hẹn lại dịp sau. Dịp sau là dịp nào? Dịp này nè các anh chị mình. Các anh chị mình vào đăng ký lại cho Hải ha. Thì bây giờ Hải xin nhắc lại làm sao mà chúng ta có thể nhận được. Thứ nhất, các anh chị mình nên xem hết video để hiểu, để biết rằng chúng ta nhận quà bằng cách nào. Các anh chị mình thường có một số rồi, các anh chị mình vào vừa xem nghe nói tặng cây, tặng giống gì đó, của anh chị mình cứ tặng tôi một cây, hay tặng tôi một trái, hay tặng tôi một hạt. Như vậy thì đóng vai trò như của anh chị mình có gửi được không ạ? Không có địa chỉ, hoặc là chỉ có tên thôi, hoặc là chỉ có địa chỉ và tên, không có số điện thoại, thì của anh chị mình sẽ không bao giờ gửi được. Nó đầy đủ ba yếu tố: tên, số điện thoại và địa chỉ thì chúng ta mới gửi được ha. Thì của anh chị mình cho Hải xin á, để nhận được giống này, để Hải gửi cho tới tay của anh chị mình, thì của anh chị mình cho Hải xin họ tên. Họ tên là thứ nhất. Thứ hai là số điện thoại. Thứ ba là địa chỉ. Địa chỉ gồm có gì? Tổ ấp, thôn xóm gì đó, xã, huyện, hoặc là quận, tỉnh hay thành phố. Đó. Có nghĩa là địa chỉ đầy đủ, giống như cái địa chỉ thường trú của anh chị mình á, đăng ký trong hộ khẩu vậy đó, thì Hải mới gửi tới chỗ của anh chị mình được nha. Số điện thoại để làm gì? Số điện thoại để cho nhân viên giao hàng điện cho của anh chị mình để người ta giao hàng. Nếu không có số điện thoại, người ta sẽ không nhận giao hàng. Thời buổi bây giờ người ta không có số điện thoại, người ta không nhận giao hàng đâu.
Thứ hai nữa là không có tên thì Hải không biết gửi cho ai. Có nghĩa là ba cái vấn đề này chúng ta phải cần có nha. Thì ba cái vấn đề này của anh chị mình cho Hải cho đủ ha, rồi Hải sẽ gửi gửi giống của anh chị mình. Nếu trái bự thế này Hải sẽ tặng của anh chị một hoặc hai trái, nếu trái nhỏ thế này Hải sẽ tặng của anh chị mình 3-4 trái. Hôm nay Hải sẽ tặng của anh chị mình 15 phần quà, 15 người đầu tiên, nhớ là đầu tiên nhưng đầy đủ thông tin đầu tiên, còn những người nào đầu tiên nhưng không đầy đủ thông tin cũng gọi là chưa có gửi được, cho nên là Hải không tính. 15 người đầu tiên đầy đủ thông tin, ba cái Hải đã nói, thì Hải sẽ gửi cho các chị mình. Người thứ 16 trở đi Hải xin hẹn lại dịp sau. Và Hải xin thông báo lần này Hải cũng sẽ gửi lần này thì của anh chị mình cũng nhận được miễn phí luôn, có nghĩa là của anh chị mình khỏi cần trả tiền ship nha. Lần trước Hải cũng đã thông báo của anh chị mình là có một sư cô bên Úc á, sư cô trung bửu bên Úc á, có gửi cho Hải là $100 Úc đó. Thì đến bây giờ thì vẫn chưa hết. Hải gửi giống bây giờ cũng chưa hết. Thì Hải khi nào mà Hải gửi hết á, cái số tiền đó thì Hải sẽ thông báo của anh chị mình là sau này là sẽ gửi tiền ship. Còn bây giờ tiền ship thì Hải sẽ trả luôn cho anh chị mình. Thì như vậy đó. Thì lần này thì của anh chị mình cũng khỏi cần trả tiền ship luôn nha. Của anh chị mình chỉ cần nghe điện thoại. Thứ nhất là đăng ký họ tên, số điện thoại và địa chỉ đầy đủ. Rồi chờ vài ngày sau của anh chị mình chờ nghe điện thoại để người ta giao hàng đến cho của anh chị mình nha. Chỉ cần vậy thôi, khỏi cần trả tiền gì hết á. Rồi ha. Nhớ là 15 phần quà. 15 phần quà. Người thứ 16 thì xin Hải xin hẹn lại dịp sau nha. Nhưng phải nhớ đầy đủ, Hải nhắc đi nhắc lại. Rất là nhiều người đang bực mình á, nhưng đôi khi Hải cũng rất là buồn. Hải nhắc hoài vậy đó, nhưng mà tại sao cũng còn rất là nhiều người, rất là nhiều của anh chị lại cứ dính phải thôi. Đó. Hải tặng quà lần này không biết bao nhiêu lần rồi đó, nhưng mà cũng bị dính phải thôi. Chắc có lẽ là một số của anh chị mình mới vào xem cho nên cũng chưa có nắm rõ. Đó. Loại này thì trồng lên cây rất là dễ, của anh chị mình chỉ cần xới đất cho xốp đi. Đó, nhưng mà của anh chị mình rải cái hạt giống lên hoặc là chọt các thưa thưa như đây nè, như đây một cây, hoặc là một gang một cây, 20 phân một cây nha, 20 phân một cây, một gang 20 phân một cây, là mỗi chọt một lỗ á, là cho một lỗ bỏ hai hộp, hoặc một hộp hai hộp một hộp. Cái loại này á, là 10 hộp có thể nó lên được 8 hộp 9 hộp, nó rất là dễ lên, cho nên là cứ mỗi lỗ bán được một hộp cũng được, hai hộp cũng được đó. Rồi khóa đất sơ lại và chúng ta tưới mỗi ngày tưới 1 lần, vậy thì nó lên thôi, nó rất là dễ lên. Đừng có chọt sâu quá, chọt lỗ bờ sâu như thế này, lấy ngón tay chọt cái lỗ sâu như thế này, bỏ cái hạt xuống xong chúng ta phả đất và chúng ta tưới mỗi ngày tưới 1 lần thôi, đừng tưới nhiều, như vậy nó sẽ lên thôi, rất là dễ trồng. Thì nếu mà hai cái này thì trung bình nó phải từ ít nhất phải chừng 30-40 hộp, ít nhất còn nhiều phải 70-80 hộp. Hai trái này thôi là 30-40 hộp. Cô bán chị mình trồng 30-40 cây, sau này nó lên một cái là nó nở hoa rồi, nó có trái nè, nó sẽ thành cả tỷ cây luôn, của bán chị mình nhiều lắm đó. Thì nội dung video hôm nay cũng đã xong. Thì cuối video Hải cảm ơn của bán chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua. Thì Hải luôn tìm những loại cây dược liệu nè, hiếm rồi quý rồi khó tìm, Hải về Hải chia sẻ bài thuốc cho bán chị mình. Loại nào mà khó tìm Hải đem giống về luôn, rồi Hải nhân giống. Hải nhân giống rất là nhiều cây rồi, nhưng mà hiện tại thì cũng chưa có nhiều. Sau này nhiều Hải cũng sẽ tặng của anh chị mình thôi. Hải nhân giống ra chủ yếu là để tặng của anh chị mình, chứ Hải không để làm gì hết. Hải thì không có kinh doanh, để làm gì, có buôn bán gì đâu, để làm chi. Thì nhân giống ra nhiều để chủ yếu tặng của anh chị mình. Khi nào mà có nhiều Hải tặng nhiều, có ít Hải tặng ít, vậy thôi. Hải chỉ cần để một hai gốc lại để Hải giữ cái những cái nguồn cây thôi, những cái giống cây cho nó đừng có bị mất giống thôi, còn nhiều Hải tặng hết. Thì mong rằng giúp đỡ được một phần nào cho quán chị mình và giữ lại được những cái giống cây thuốc nam quý hiếm ở Việt Nam chúng ta, bảo tồn nó rất là tuyệt vời. Rồi thì cảm ơn và chúc quán chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Xin chào quán chị mình nha.